Sau khi bỏ làm diễn viên hài, Mr. Bean đã trở thành một báo thủ. Ngay ngày đầu làm quản gia đã khiến bà chủ cảm thấy bất an. Trong nhà toàn là đồ cổ giá trị hàng trăm tỏi cũng bị anh vô tình phá hỏng, thậm chí còn phóng hỏa đốt nhà. Mọi người ai cũng nghĩ là do Bean bị thần kinh, nhưng không ai biết rằng tất cả mọi chuyện đều là do một con ong bé xíu gây ra. Vì có một chuyến du lịch dài ngày, vợ chồng Nina đã thuê quản gia về để trông coi nhà trong lúc hai vợ chồng đi vắng. Nhưng lão quản gia mà công ty cử đến nó lạ lắm, đến cái bảng tên còn cầm ngược, tên của bà chủ nhà còn đọc sai. Trước khi đi, ông bà chủ cũng đã dặn dò Bean đủ điều. Đây là một căn nhà thông minh, tất cả mọi thứ đều được điều khiển bằng giọng nói hoặc cử chỉ, và anh không được động đến mọi tác phẩm nghệ thuật trong nhà, vì những thứ đó toàn là đồ cổ có giá hàng triệu đô. Và điều đặc biệt là Bean không được đi vào phòng đọc sách, vì bên trong đó đang trưng bày quyển sách cổ có giá trị 20 triệu đô. Nhưng khi ông bà chủ chuẩn bị rời đi, Bean vẫn để lộ ra mình là một người thiếu chuyên nghiệp, làm cho bà chủ cảm thấy bất an với lão quản gia này. Ngay khi hai vợ chồng rời đi, một con ong cứ vo ve quanh Bean, để rồi khi anh xua tay đuổi thì đã vô tình làm rơi bức tượng cổ. Sau cú rơi, nó đã bị gãy cái đầu. Bean nhanh trí lấy keo con chó gắn nó lại, nhưng đợi mãi mà nó chẳng khô, nên anh đã lấy máy sấy ra, nhưng lại bật mức to nhất làm cái đầu bị thổi tung. Loay hoay một hồi lâu thì anh mới gắn được nó lại, nhưng trông nó vẫn lạ lắm. Đến khi mất tập trung, Bean đã đặt cuốn sách hướng dẫn sử dụng ngôi nhà lên trên bếp, rồi còn bật nhầm ở bên nấu ăn thành bên để cuốn sách. Lúc này con ong kia lại xuất hiện. Bean chớp thời cơ, con ong đang đậu trên bàn liền lấy chiếc cốc nhốt nó lại. Nhưng quay đi quay lại thì con ong đã thoát được ra từ lúc nào không hay, mà lúc này con ong lại đi trêu ghẹo con chó. Chúng đã đuổi nhau đi vào phòng đọc sách. Khi Bean chạy đến thì cửa đã khóa, định lấy cuốn sách hướng dẫn thì nó lại đang bị đốt cháy trên bếp. Đợi đến lúc Bean dập được đám cháy thì cuốn sách cũng không còn gì, mà lúc này con ong cùng với con chó đã phá tanh bành phòng đọc sách, bao gồm cả những món đồ quý giá của ông chủ. Không có cuốn sách hướng dẫn thì Bean không thể biết mật khẩu mở cửa là gì. Đến bước đường cùng, Bean đã quyết định dùng búa phá cửa, nhưng cửa quá cứng khiến chiếc búa bị văng ra phá hỏng bức tranh cổ đằng sau. Bên trong con chó cũng bắt đầu xé cuốn sách 20 triệu đô. Bean nhanh trí giả giọng bà chủ mới mở được khóa. Nhưng đến khi vào trong thì căn phòng đã tanh bành. Bây giờ anh sẽ phải thu dọn hiện trường trước khi ông bà chủ phát hiện ra. Đầu tiên chính là bức tranh giá 1 triệu đô. Anh đã lấy tương ớt quét lên miếng vải biến nó thành màu đỏ, rồi dán vào bức tranh để che đi chỗ bị rách. Sau đó vứt những miếng giấy bị rách của cuốn sách 20 triệu đô kia đi. Cứ tưởng đã thoát được con ong, Bean liền đi ngủ. Nhưng ngay khi vừa đặt lưng xuống giường thì anh đã nhìn thấy bóng dáng con ong đang đi ngoài cửa. Đến khi chạy ra thì lại không thấy nó đâu. Mãi đến sáng hôm sau nó lại xuất hiện trước mặt Bean. Sau khi bị đuổi một hồi thì nó lại chui vào ống quần của anh. Đúng lúc này cảnh sát cũng đã đến để kiểm tra an ninh, vì có con ong trong ống quần đã làm Bean có những hành động kỳ lạ, khiến cảnh sát cũng phải ngán ngẩm. Bean cũng tìm lý do để tiễn cảnh sát đi, rồi cởi quần ra với ý định nhốt con ong ở lại trong quần. Mặc dù đã bịt mọi lối ra, nhưng quay đi quay lại đã thấy con ong đang ở ngoài. Là do Bean quên chưa kéo khóa quần nên nó mới có đường thoát. Nhưng rất nhanh anh cũng đã nghĩ ra kế khác. Anh sẽ tìm cách nhốt con ong trong lò nướng. Bean liền đi chuẩn bị một miếng bánh ngon để làm mồi nhử. Quả nhiên ngay sau đó con ong đã mắc bẫy. Anh liền đóng cửa nhốt nó ở trong. Giờ chỉ cần khởi động lò nướng là nó xong đời. Nhưng đến lúc đó Bean lại không nỡ làm như vậy. Thế là anh đã bê nguyên cả lò nướng ra ngoài sân và thả con ong trở về với tự nhiên. Nhưng không ngờ ngay khi được thả ra, nó lại bay thẳng về phía ngôi nhà. Bean đoán được ý đồ của nó liền chạy đi đóng cửa, nhưng vẫn bị chậm một bước. Thậm chí cửa còn khóa lại nhốt anh ở bên ngoài. Giờ chỉ còn mỗi lối đi của chó mới vào được trong, nhưng chỉ có chiếc vòng trên cổ con chó mới có thể mở cửa lối đi đó. Anh nhanh trí lấy một con mèo dụ, chỉ có như thế thì mới khiến con chó chịu chạy ra ngoài. Rồi Bean đã cướp chiếc vòng trên cổ nó, sau đó đeo vào cổ mình để mở cửa lối đi, nhưng nó quá nhỏ đã làm anh mắc kẹt ở đó. Con chó cũng đuổi con mèo chạy thẳng về phía Bean, húc anh bay vào đống phân của con chó vừa ở trong nhà. Chưa kịp bình tĩnh trở lại thì tiếng ong bay cleve quanh tai, quá ức chế Bean đã dùng vợt tennis đánh nó bay vào trong chiếc lọ, rồi dùng máy đánh trứng với ý định tiêu diệt nó, nhưng cách đó không hiệu quả và nó vẫn thoát được ra ngoài, làm Bean đuổi theo và vô tình làm hỏng đèn trang trí 1 triệu đô, còn con ong thì đã bay vào ống khói, Bean cũng chui vào trong để bắt nó. Cái kết là đã bị ngã sấp mặt. Lúc này cảnh sát lại đến kiểm tra. Bean chỉ có thể mặc tạm cái áo của bà chủ cho hợp với khuôn mặt nhọ nhem của mình, rồi nói khéo vài câu để đuổi cảnh sát đi. Vì để rửa sạch lớp bụi trên cơ thể, Bean đã lẻn vào phòng ông bà chủ để tắm. Không ngờ phòng tắm ở đây lại có đèn nháy và âm nhạc đúng như quán bar. Đó quả là một nơi thích hợp cho Bean trải nghiệm thú vui của người giàu. Nhưng đang trong lúc thư giãn thì con ong vàng lại bay đến. Bean nhanh tay xả nước làm ướt hết cánh của nó. Điều đó đã làm con ong không thể bay được. Không ngờ Bean lại dùng máy sấy với ý định thổi bay nó. Hành động đó đã vô tình giúp cánh của con ong được sấy khô. Vì thế mà nó lại có thể tiếp tục bay trước khi bị Bean bắt được. Nó đã chui vào bên trong chiếc đàn piano,
Bi nhanh trí đóng nắp lại, rồi đánh một bài nhạc cho con ong bị làm cho ngu người. Được một lúc thấy im im thì Bin cho rằng con ong đã chết. Ai ngờ ngay khi mở nắp thì nó vẫn còn sống và bay ra ngoài, rồi bay vào ẩn náu ở bên trong một đường ống nhỏ. Bin cũng đã dùng máy hút bụi để bắt nó, cứ nghĩ nó đã bị hút vào túi chứa rác. Anh điên cuồng đập vào túi chứa để giết con ong. Để cho chắc chắn hơn, anh còn đưa nó lên bếp nướng. Nhưng không ngờ là nó vẫn còn ở trong máy hút bụi và đã chui ra ngoài. Bin không hay biết điều đó, nên anh đã đi ngủ và cho rằng nó con ong đã chết. Nhưng ngay khi căn nhà vừa tắt điện, vài tên trộm đã nhân cơ hội đó phá cửa đột nhập vào nhà, với ý định lấy đi những món đồ cổ có giá trị. Nhưng những thứ đó đều đã bị Bin phá hỏng hết, nên cả buổi tối chúng chả tìm được món đồ cổ nào còn lành lặn. Còn Bin đang ngủ thì đã nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh. Vào kiểm tra thì không ngờ đó vẫn là con ong, vì thế mà căn nhà này lại xảy ra một màn rượt đuổi. Đám trộm ngoài phòng khách đã nghe thấy tiếng anh chửi bới, làm chúng tưởng mình đã bị phát hiện liền chạy vào phòng sách để ẩn náu. Điều đó đã vô tình nhốt chúng ở bên trong. Sáng hôm sau, cảnh sát lại đến để kiểm tra vì dạo gần đây có nhiều trộm xuất hiện quanh ngôi nhà này. Ban đầu Bin khẳng định rằng căn nhà anh bảo vệ thì làm gì có tên trộm nào dám vào, nhưng quay đi quay lại thì đám trộm đã thò đầu ra khỏi phòng sách. Đúng lúc cảnh sát vẫn còn ở đó nên ba tên trộm cũng đã bị bắt lại. Ngay khi cảnh sát rời đi thì tiếng ong lại vo ve quanh tai Bin. Lần này anh lại nghĩ ra một cách khác để tiêu diệt nó. Anh đã lấy hết mọi lọ xịt diệt côn trùng ở trong nhà ra, rồi làm một miếng bánh thơm ngon làm mồi nhử đặt vào trong tủ. Nhưng không ngờ là con chó đã chui vào bên trong chiếc tủ trước. Tiếp theo đó mới đến lượt con ong. Bin không hay biết nên đã khóa cửa lại rồi xịt toàn bộ thuốc vào bên trong tủ. Mặc dù con ong cũng đã bị say thuốc đến ngất, nhưng khi nhìn xuống chân tủ thì con chó đã dãy đành đạch. Tính mạng của con chó quan trọng hơn tính mạng của Bin, vì nó là thứ bà chủ quý nhất. Nên anh chỉ có thể bỏ qua con ong để đưa con chó đi cấp cứu. Rồi anh đã chọn con siêu xe cổ có giá 2 triệu đô để đi cho nó nhanh. Nhưng không ngờ lúc này con ong đã tỉnh lại rồi chui vào áo của Bin, làm Bin vô tình đưa theo nó cùng với chiếc áo. Đến khi đang di chuyển trên đường thì anh mới phát hiện ra nó, nhưng nó đã chui vào bên trong bộ máy của chiếc xe trước khi bị Bin bắt được. Vì đi quá nhanh mà bô của chiếc xe cũng đã bị rơi ra, anh chỉ có thể tạm thời để nó ở trong xe và tiếp tục đưa chó đi cấp cứu. Cũng may nó chỉ bị say thuốc nên không có gì nguy hiểm. Ngay khi về nhà, Bin lại chui vào chiếc xe để tìm bắt con ong. Vì quá cay cú mà anh đã tháo từng bộ phận của chiếc xe để tìm con ong và không hề nhận thức được mình đang phá một chiếc xe có giá 2 triệu đô. Mãi đến khi con ong bay đi thì anh mới nhận ra điều đó, nhưng đã quá muộn. Rất nhanh anh cũng nghĩ ra thêm một cách nữa để tiêu diệt nó. Anh đã làm ra một chiếc tổ thật là đẹp, rồi đặt bên dưới một quả bom nguyên tử và cả mấy hũ mật để dụ nó đến. Quả nhiên khi thấy có một chiếc tổ mới, nó liền bay đến. Anh liền kích hoạt quả bom làm chiếc tổ của nó nổ tung, nhưng không ngờ con ong vẫn chưa chết. Đen đủi là chiếc tổ đã rơi xuống đúng lúc con chó của bà chủ chạy qua. Điều đen đủi hơn là đúng lúc này ông bà chủ cũng đã về và thấy hết cảnh này. Khi vào trong nhà thì đã thấy Bin đang dùng khò lửa thiêu rụi ngôi nhà của họ để giết một con ong. Cái kết là Bin đã bị bắt lại và bị kết án 3 năm tù vì tội phá hoại tài sản. Nhưng vì cải tạo tốt mà anh đã được ra tù trước thời hạn. Ngay khi được trả lại tự do, anh đã tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch ở một nơi xa, hy vọng sẽ được tận hưởng những tháng ngày yên bình ở đây. Nhưng không ngờ lúc này con ong vàng kia lại xuất hiện, từ đó lại có một cuộc chiến nữa xảy ra. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!